clip kinh tởm liên tục khạc nhổ vứt khẩu trang trong thang máy chung cư. Tối ngày 27 tháng 7, Tuổi Trẻ Online nhận được phản ánh từ nhiều cư dân của chung cư Home City số 177 đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội về việc một nam thanh niên sống trong chung cư này có hành vi khạc nhổ bừa bãi, vứt khẩu trang đã sử dụng trong thang máy tòa nhà. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày tại chung cư Home City. Vào thời điểm trên, có 3 thanh niên bước vào thang máy của tòa chung cư Home City, trong đó có 2 người đeo khẩu trang, người còn lại cầm khẩu trang trên tay. Lúc này, nam thanh niên cầm khẩu trang trên tay liên tục khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy. Tiếp đó, người này dùng khẩu trang cầm trên tay đưa lên lau miệng rồi treo lên lọ nước rửa tay sát khuẩn đặt trong thang máy. Nhiều người dân ở chung cư Home City bức xúc về hành vi của nam thanh niên trên. Tối cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một đại diện ban quản lý chung cư Home City cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Theo vị đại diện này, ngay sau khi nhìn thấy chiếc khẩu trang đã qua sử dụng treo trong thang máy, ban quản lý tòa nhà đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện nam thanh niên ở tầng 16 của tòa nhà chính là người vứt chiếc khẩu trang này. Sau đó, ban quản lý và an ninh của tòa nhà đã lên căn hộ của anh này để làm việc. Tuy nhiên, người này hiện không có nhà. Trong thời điểm tất cả mọi người đang thực hiện mọi biện pháp để phòng chống dịch Covid-19, thì nam thanh niên này lại có hành vi vi phạm như vậy là không chấp nhận được. Chúng tôi sẽ đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm trường hợp này, vị đại diện nhấn mạnh. Cũng theo vị đại diện trên, hiện nay ban quản lý chung cư của Home City đang làm đơn gửi lên công an, đề nghị xử lý trường hợp này và hỗ trợ đưa người này đi xét nghiệm Covid-19 để có biện pháp tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc.